Ở nơi miền quê sông nước xa xôi, có một cánh đồng mang tên là Bất Tận. Một cái tên không được sinh ra để tô vẽ thêm cho vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất còn nghèo khó, cũng chẳng nhằm hứa hẹn những cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Điểm trên cái màu rực vàng của lúa, của nắng nơi ấy, chỉ có những phận đời long đong với những tình yêu lẩn khuất trong mình, chẳng thể nào thốt ra nơi đầu lưỡi. Đó là cái thế giới hoang hoải trong những trang sách của Nguyễn Ngọc Tư, một cây viết chính hiệu Cà Mau, một người con của cánh đồng bất tận. Thành công rực rỡ của bộ phim chuyển thể cùng tên đôi khi làm cho người ta quên mất rằng ngay từ khi ra mắt 13 năm trước, tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận của nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã trở thành hiện tượng trong giới văn đàn. Xuất sắc đạt 2 giải thưởng lớn trong nước và quốc tế, những trang viết của chị đã thổi một làn gió mới vào nền văn học đương đại Việt Nam với cách thể hiện mộc mạc và đầy chân thực. 14 câu chuyện, 14 mảnh đời trong cánh đồng bất tận vừa khác nhau mà lại vừa giống nhau đến lạ kỳ. Đó là ông già năm nhỏ, người sẵn sàng đi trộm trâu chỉ để được lên sóng truyền hình, nhắn gửi đôi ba lời về đứa con gái, về nghe con, ơi cải. Đó là anh hết, cả đời chịu thương chịu khó, nhưng vì gia cảnh nghèo khó mà đành lui bước từ bỏ người con gái mình thương trong hiu hiu gió bấc. Là Giang của nhớ sông, dù đã lấy chồng nhưng vẫn mãi nhung nhớ cái cảm giác chênh vênh của những giấc ngủ trên chiếc ghe thời thơ ấu. Hay ông Chín, người sẵn sàng bỏ hết tiền tài danh vọng để chọn đời chọn kiếp đi theo bảo vệ Đào Hồng, dẫu cho tấm chân tình ấy mãi mãi chẳng bao giờ được đáp lại. Những phận đời bị xã hội bỏ quên, ở những nơi hang cùng ngõ hẻm hay lênh đênh sóng nước. Tuy mỗi người có một gia cảnh khác nhau, nhưng cùng chôn trong lòng những tình yêu dang dở với gia đình, với người thương. Tình yêu ấy bị kìm nén chẳng thể thốt thành lời, chỉ có thể mượn ánh mắt, mượn dòng suy tư của con vịt mà biểu lộ. Còn họ, họ chỉ biết giấu xúc cảm sau những chén rượu cay, những tiếng thở dài, những giấc chiêm bao mộng mị. Và rồi khi ngày mai lại đến, họ lại tiếp tục sống với một trái tim đầy mảnh vỡ trong mình. Nguyễn Ngọc Tư đã viết: "Tôi thích những mối tình cảm, tình thâm. Tôi tưởng tượng đó là những mối tình da diết, sâu sắc, mãi mãi chẳng dám nói thật lòng. Cho đến cuối đời, tình ấy vẫn bàng bạc, dập dờn. Và mỗi khi có dịp, như đi qua chỗ ngồi cũ, con đường cũ, gương mặt cũ, ta bỗng thấy nhói gan. Chắc là khó chịu lắm. Khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình." Trong cái thế giới của Nguyễn Ngọc Tư, những cuộc hôn nhân đều chủ đích mang một màu trầm u tối, buồn thương. Những cặp vợ chồng ở đó cũng giống như những duyên phận so le, mãi chẳng thể cùng hướng về nhau. Và từ đó lại nảy sinh ra biết bao bi kịch, mà đỉnh điểm nằm ở câu chuyện cuối cùng, cũng là câu chuyện xuất sắc nhất mang tên Cánh đồng bất tận. Đó là câu chuyện về một người chồng đau đớn khi bị vợ mình phản bội, để rồi đi trả thù đời bằng cách hủy hoại biết bao người phụ nữ khác. Người đã hắt hủi những đứa con của chính mình, Nương và Điền, chỉ vì là máu mủ của người đàn bà bội bạc, để rồi mặc chị em chúng lớn lên như cây cỏ dại. Rồi cô gái điếm xương xuất hiện, phá tan cái gia đình đã muôn phần méo mó. Cô dắt tâm tìm cách chinh phục người cha, rồi lại ve vãn người con trai của chính ông. Thằng bé Điền tội nghiệp, yêu xương mù quáng đến mức từ bỏ cả chị gái, từ bỏ cả gia đình để đi theo. Nhưng từ nhỏ đã bị ám ảnh với những hình ảnh nhơ bẩn của mẹ, để rồi tự ép mình triệt tiêu hết mọi cảm xúc về nhục dục. Và cả Nương, người chị hai tần tảo đã phải chịu bao cay đắng, cuối cùng đã phải từ bỏ mọi ý niệm về một gia đình hạnh phúc như xưa. Cái kết đầy ám ảnh khi Nương bị cưỡng hiếp ngay trước sự bất lực của cha mình trên cánh đồng làm người ta phải rùng mình rơi lệ. Trên cái cánh đồng mang tên bất tận, những con người, những mảnh đời ấy liệu có bao giờ tìm được bình yên? Có người từng nói, từng trang viết của Nguyễn Ngọc Tư trong Cánh đồng bất tận dường như có chất gây nghiện, khiến độc giả cứ muốn lật mãi không thôi. Ở đó, người ta cứ muốn nghe hoài chính cái giọng văn trầm buồn, đậm chất địa phương rất xuề xòa ấy. Nó sống động tới mức khiến ta cứ ngỡ như mình đang được ngồi nghe chuyện đời của những con người vô cùng thực, bên những chén rượu và mùi cá kho thơm. Sao câu chuyện của họ bi ai đến thế, dở dang đến thế, và ta thầm oán trách cuộc sống. Tại sao nỡ quá nhẫn tâm đẩy con người vào tận cùng bi kịch? Nhưng khi gấp cuốn sách lại và giấu vội những giọt nước mắt chỉ trực trào trên khóe mi hệt như thằng bé Điền, ta mới nhìn lại và hiểu rằng cách tốt nhất để cuộc đời này trở nên tốt đẹp, đó là hãy sống tốt hơn những gì mà ta đã từng, học cách bao dung hơn với những gì mà ta đã thấy,
Và dẫu cho thương yêu có mang đến hận thù thì cũng chỉ yêu thương mới có thể hóa giải hận thù mà thôi, như Nguyễn Ngọc Tư đã viết những dòng cuối cùng trong Cánh Đồng Bất Tận. Đứa con gái thoáng nghĩ, rớt nước mắt, trời ơi, có thể mình sẽ sinh con. Nhưng nó chấp nhận việc ấy, dù phũ phàng, với nó, chấp nhận cũng là một thói quen. Đứa bé đó, nhất định nó sẽ đặt tên là Thương, là Nhớ, hay Dịu, Xuyến, Hường. Đứa bé không cha nhưng chắc chắn được đến trường, sẽ tê tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời vì được mẹ dạy. Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn. Những chia sẻ trên có khiến bạn muốn tìm đến những trang viết đầy xúc cảm của Nguyễn Ngọc Tư ngay bây giờ không? Đừng quên chia sẻ những cảm xúc của bạn về tác phẩm này ở phía dưới mục bình luận và subscribe channel của Trạm Đọc ReStation để cùng chúng mình khám phá thêm nhiều tác phẩm thú vị nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!